Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thuộc 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia hội thi, các đội trải qua hai phần thi. Trong phần thi lý thuyết, một thành viên ngẫu nhiên trong đội bốc thăm trả lời câu hỏi liên quan quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kiến thức an toàn khi sử dụng ga, thiết bị điện, xe máy, xe đạp điện, sử dụng thiết bị chữa cháy, quy trình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, những hành động gây nguy hiểm cháy nổ. Phần thi thực hành, các thành viên tham gia chữa cháy cứu người, di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Hội thi nhằm củng cố, bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong hộ gia đình thuộc các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư. Kết quả, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thị trấn Cô Tô xuất sắc đạt giải nhất, giải nhì và ba thuộc về tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xã Vĩnh Phước và U Lâm.